hôm trước có làm việc với ban giám đốc thì ban giám đốc bệnh viện muốn cái tiến độ của chúng ta nó được cải thiện hơn để chúng ta phải hoàn tất cái việc này trong năm 2019. Nếu đây không thì nó tràn qua cái 2020 thì nó lại chúng ta lại có nhiều cái việc khác. Giờ hôm nay thì tôi xin phép rà soát lại chút xíu về cái công việc của chúng ta. Cái việc đầu tiên đó là các chị thấy rằng là chúng ta đã làm được cái việc gì ạ? Thứ nhất là chúng ta đã hệ thống hóa tất cả các vị trí công việc. Hiện nay là chúng tôi đã cùng với các chị hệ thống hóa cái việc này. Và đây là một cái tài sản rất là quý ha. Và tôi đã đưa toàn bộ cái này lên trên cái mạng dữ liệu cái Google Drive. Và các chị cần thiết thì chúng ta có thể chia sẻ những cái tài liệu này. Đây là cái tài liệu nó mang tính chất là bảo mật riêng cho bệnh viện của chúng ta, nó là một cái tài sản ha. Tất cả các khoa phòng chúng ta đã làm được cái việc là gì, hệ thống hóa tất cả các cái vị trí công việc và mô tả công việc. Và cái mô tả công việc của chúng ta thì nó mang tính chất là đơn giản, có nghĩa là chúng ta chỉ đọc ra những cái nhiệm vụ và những cái đầu công việc chứ. Ví dụ như là đây là một cái mô tả công việc của kiểm soát nhiễm khuẩn chẳng hạn. À, như vậy thì cái vị trí này là vị trí thống kê báo cáo thì chúng ta làm cái gì. Và trong cái phần này thì chúng ta còn hai cái vướng. Cái vướng thứ nhất là rất ít các khoa phòng chúng ta làm được cái position ranking, có nghĩa là chúng ta không có xếp hạng được cái vị trí. Hiện nay thì tài liệu mới nhận về có mấy đơn vị thôi, thì mong rằng các anh chị chúng ta không biết chúng ta có gặp khó gì về cái này hay không. Thì tôi dự kiến là bắt đầu tuần sau tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các khoa phòng, đặc biệt là các anh chị ban chủ nhiệm khoa và ban chủ nhiệm phòng để thực hiện cái này. Có nghĩa là chúng ta cần một cái position ranking cụ thể. Hiện nay là chúng ta đang bỏ trống cái này rất là nhiều nữa. Chúng ta cần phải ranking cái vị trí này. Còn cái việc mà kết quả của việc ranking này á, sau này á là ban giám đốc sử dụng nó như thế nào, quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng nó như thế nào, đó là câu chuyện của các anh chị. Và gắn nó với quy chế chi tiêu nội bộ là cái câu chuyện của năm sau, có nghĩa là bên họ ban giám đốc đã thống nhất rằng là năm sau chúng ta sẽ đưa cái hệ số vị trí này vào trong cái việc mà thang bảng lương của chúng ta. Đó là câu chuyện tiếp theo của năm sau và đó là câu chuyện nội bộ của bệnh viện. Còn dự án này là chúng ta cần phải đưa ra được cái sự xếp hạng, đúng không ạ? Và mô tả công việc, đây cái này là các vị thấy là tôi đang thống kê lại tất cả các khoa phòng về các vị trí cũng như là cái bảng đăng kim thì gần như là còn trống trơn rất là nhiều ha. Chúng ta chưa có làm đăng kim rất là nhiều. Cũng báo với các anh chị là hiện nay là bắt đầu đã xây dựng phần mềm, thì đây là bộ dữ liệu thô mà chúng tôi sẽ đưa nó vào phần mềm, và khi có phần mềm rồi thì các chị cứ truy cập vào, các chị sửa chữa gì đó là cái phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của các anh chị. Nếu mà chúng ta không có dữ liệu thô ban đầu á, thì phần mềm chúng ta nó không lập trình được. Cho nên là cái việc đăng ký chúng ta mỗi khoa phòng chúng ta có vị trí hết là, ví dụ như khoa dinh dưỡng là các chị thấy nè, tất cả các vị trí công việc là có hết, mô tả công việc có hết, nhưng mà chúng ta chưa ranking, chưa xếp hạng được. Tôi sẽ gửi cho các chị cái đường link về mô tả công việc của tất cả các cái khoa phòng của chúng ta để các chị xem. Nhưng mà này nó mới nằm ở cái việc cái bảng Excel thôi, nó chưa có được đưa lên phần mềm, thì các chị xem ha. Cho nên là đây là hai cái điểm mà các chị giúp dùm, là chúng ta phải hoàn thiện sớm để mà chúng ta tiếp theo ha. Cái thứ hai là các cái tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc, thì các chị hôm trước chúng ta cũng thống nhất là chúng ta sẽ xây dựng các cái tiêu chí mà được chất là quy định
một cách là knock out á, thì cũng chưa thấy các chị xây dựng được. Các chị biết rằng là chúng ta làm việc á, thì ngoài cái vị trí công việc thì cái hệ thống quy trình và hướng dẫn hiện nay á, không biết là do cái việc mà chúng tôi thu thập dữ liệu nó chưa có đầy đủ hay sao, nhưng mà gần như là chúng ta còn trống ở các cái quy trình hướng dẫn rất là nhiều. Cái thứ hai là ở cái này làm như thế nào đúng, như thế nào sai, nó cần phải chúng ta phải định nghĩa ra. Sở dĩ chúng ta làm cái dự án này chính là chúng ta muốn cải thiện cái truyền thống chúng ta làm. Truyền thống chúng ta làm là chúng ta có một bản đánh giá áp dụng cho tất cả mọi người, chúng ta cho điểm, phải không ạ? Và cái bản đánh giá này nó áp dụng từ ông tiến sĩ, ông trưởng khoa cho đến ông nhân viên bảo vệ gửi xe, tất tần tật nó cùng một cái bản đánh giá, và chúng ta cho điểm tất tần tật mọi thứ là một cái sự lượng hóa một cách án chừng. Và chúng ta không chấp nhận cái kiểu đó, cho nên chúng ta mới chuyển qua cái này. Cho nên là gì? Mỗi vị trí công việc cần phải chỉ rõ ra bây giờ như thế nào là không hoàn thành công việc, đúng không ạ? Giống như hai vợ chồng thôi, bây giờ là ông chồng là phụ trách đưa đón con, là nhiệm vụ đưa đón con, còn bà vợ là nấu cơm, như vậy thì như thế nào là không hoàn thành công việc của ông chồng? Một, đón con trễ một tiếng đồng hồ là không hoàn thành công việc, knock out liền tại chỗ. Tối đó là khỏi có công vô phòng ngủ, cho rồi ngủ phòng khách luôn, đúng không? Bà vợ phụ trách việc nấu ăn, phải không? Mà một tuần lễ vượt quá chi tiêu đó bộ thì chắc luôn tuần sau. Ví dụ như là chúng ta phải có một cái tiêu chí đánh giá một cách rõ ràng cho từng cái vị trí. Cái này thì nếu như các chị gặp khó khăn thì tôi sẽ sắp cái lịch để làm việc với các chị để chúng ta định nghĩa những cái này cho nó tương đối. Có thể là các chị gặp khó ở câu chuyện là chúng ta đang liên tưởng đến con người. Mà tôi khuyên các chị một điều là chúng ta làm những cái này đừng có nghĩ gì đến ai hết. Chúng ta cứ nhìn trên cái công việc đó mà chúng ta định nghĩa ra thôi. Bởi vì đó là ai, đó là chỗ nào chúng ta còn chưa có rõ được. Cái giá trị lớn nhất của cái hệ thống này là nó nằm ở cái bảng này đó các anh chị. Có nghĩa là gì? Những cái chỗ nào làm cái gì, và có cái sự hướng dẫn và mô tả rõ ràng, cũng giống như là có tiêu chí đánh giá một cách rõ ràng. Đây là một cái tài sản quý của doanh nghiệp, của tổ chức của chúng ta. Nó không có ở đâu có được hết, đúng không ạ? Như vậy thì nếu như sau này mà các chị cần lắp đầy cái này thì tôi có thể cùng với các chị một vài cái buổi huấn luyện để chúng ta lắp đầy cái này nó nhanh hơn, và chúng ta hướng đến một hệ thống quản trị được số hóa để cho chúng ta làm việc một cách hiệu quả hơn. Chúng ta muốn số hóa cái hệ thống quản trị chúng ta là chúng ta phải lắp đầy được những cái này. Bởi vì phần mềm nó chỉ làm việc trên cái gì chúng ta có hướng dẫn, chứ còn nếu như mà phần mềm nó không có biết được và nó không thể nào lập trình được nếu chúng ta không có quy trình và có hướng dẫn. Thì rất mong là các anh chị chúng ta hoàn thiện cái này ha. Mô tả công việc thì các chị thấy rằng là ở đây chúng ta không có câu nệ, câu từ. Chúng ta không có câu nệ, định nghĩa vân vân. Chúng ta chỉ liệt kê những đầu thanh quyền mà ở đó chúng ta đọc vào, chúng ta có thể hiểu được làm cái gì, đúng không? Ví dụ như ở kiểm soát nhiễm khuẩn là cái vị trí là giám sát rủi ro. Như vậy thì nhiệm vụ là cái gì? Nó có 3 đầu công việc chính. Cái phần này là trống trơn, có nghĩa là quy định, quy trình là không có. Tiêu chí đánh giá và tiêu chí như thế nào là không hoàn thành công việc. Rồi, đúng không? Cái cách chúng ta làm nó rất là gọn nhẹ, đơn giản, không có gì phức tạp hết. Rồi, tiếp theo á là cái câu chuyện về mô tả công việc cho các cái vị trí quản lý.
Thì hôm trước chúng ta đã có một buổi chúng ta làm việc với nhau về cái này đúng không ạ? Cũng đã chia sẻ với các anh chị là làm quản lý khác làm với nhân viên tác nghiệp. Và chúng ta làm quản lý thì chúng ta cần phải mô tả được đâu là những cái OKR, có nghĩa là những cái hoạch định mục tiêu của chúng ta, và chúng ta đang đeo đuổi những cái kết quả trọng yếu gì, phát triển con người và phát triển tổ chức, đúng không? Thì hôm trước thì chúng ta làm cái này xong thì cũng hơn 2 tuần rồi, nhưng tôi chỉ mới nhận được có một bản, và tôi thấy rằng là cái bản này làm rất là tốt ha, có nghĩa là như vậy. Thì ở đây là một cái vị trí quản lý của một cái khoa nào đó, thì tôi xin phép không có đưa ra ha. Đây, bờ nát điện tử nhằm giảm thời gian nhập viện nhỏ hơn 84 phút đối với sản phụ không có nguy cơ 30% của Jamaica. Cái này là cái chuyên môn các chị ha. Rồi, như vậy thì chúng ta không cần gì ghê gớm, chúng ta chỉ cần đưa ra cái mục tiêu quản trị của cái khoa phòng chúng ta đang là cái gì, tiêu chí đo lường là cái gì, chúng ta đang phát triển con người như thế nào, đào tạo và thi nâng 50% cột 321 vân vân, và phát triển tổ chức là chúng ta đang làm một cái mô tả công việc của một vị trí quản lý, nó chỉ là bao nhiêu đó thôi. Như vậy thì nó cũng giống như là một cái sự cam kết của chúng ta với tổ chức, chúng ta sẽ làm cái gì, không? Rất là cảm ơn chị này đã đưa cái bản này rất sớm, và chúng ta đã thấy rằng là chúng ta rất là tập trung và rõ ràng. Cho nên là rất mong các anh chị quản lý chúng ta đưa ra cho mình một cái mô tả công việc của vị trí quản lý càng sớm càng tốt. Còn nếu như các anh chị nào trăn trở cái gì cần thảo luận thêm thì tôi sẽ cùng với các anh chị để đọc ra những cái này. Bởi vì cái phần mô tả cho công việc cho các vị trí quản lý hiện nay chúng ta đang là trống trơn, không có gì hết. Không hề có dữ liệu gì hết, chỉ duy nhất có một cái bản như thế này thôi. Thì hôm trước cũng đã chuyển cái form cho các anh chị rồi, thì rất là đơn giản ha. Các anh chị mô tả dùm là những cái mục tiêu cho khoa phòng của mình, và các chị cũng lưu ý rằng là tất cả những cái này chúng ta đề ra là chúng ta làm, chứ chúng ta không phải báo cáo mang tính chất là hình thức ha. Đây, mô tả công việc của một vị trí quản lý nó có 3 cái phần chính. Cái phần đầu tiên là cái phần vị trí tác nghiệp, có nghĩa là chúng ta cũng là một người ở một cái vị trí nào đó làm việc, ví dụ như là điều dưỡng trưởng thì cũng có thể là tham gia vào công việc của một điều dưỡng bình thường, nhưng mà nó không chiếm nhiều thời gian, nó chiếm khoảng chừng 30-40% thời gian thôi. Còn lại vị trí điều dưỡng trưởng chính của chúng ta làm cái gì cho điều dưỡng khoa mình, đào tạo cái gì cho điều dưỡng khoa mình và phát triển chung của tổ chức. Ngoài ra nếu chúng ta còn kiêm nhiệm thêm một cái vị trí gì đó, quản lý ở đâu đó, thì chúng ta đưa vào. Đó. Cái khác biệt của quản lý nó khác với lại nhân viên là ở chỗ đó. Hoặc là những cái vị trí quản lý trong tương lai, có nghĩa là chúng ta đang setup một cái đơn vị mới, một cái khoa mới, một cái phòng mới, và chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ là quản lý cái này. Ví dụ như là khoa chúng ta khoa thì chỗ anh Thông là gì quên ta? Di truyền đúng không? Dạ. Là chuẩn bị đúng không? Dạ. Thì chúng ta làm cho cái khoa mới. Thì các chị sớm dùng ha. Rồi. Vậy thì cái này nó không có phải là quá phức tạp, có nghĩa là chúng ta không đưa nó ra một cách nó phức tạp, mà chúng ta chỉ là gạch đầu dòng và chúng ta cố gắng suy nghĩ ra những cái tiêu chí để mà đánh giá.
Hôm trước thì tôi có xin ý kiến của ban giám đốc về mấy chuyện, thì hôm nay cũng chia sẻ cho các chị luôn. Cái thứ nhất là cái nhóm công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học nè, chỉ đạo tuyến, hướng dẫn đào tạo và công tác đoàn thể phong trào, thì ban giám đốc thống nhất là không đưa nó vào mô tả công việc. Bởi vì những cái này sẽ xây dựng một chính sách riêng cho nó. Nghiên cứu khoa học, hướng dẫn đào tạo sinh viên sẽ là một, sẽ xây dựng một chính sách riêng cho việc này trong quy chế chi tiêu nội bộ, không đưa vào mô tả công việc. Cái này là cái hôm trước mà đã thống nhất với lại tại vì hôm trước thì tôi trao đổi với ban giám đốc có ba hướng. Một là chúng ta xem như là một công việc chính thức, thì lúc này chúng ta phải xác lập mục tiêu và phải đánh giá mức độ hoàn thành. Cái thứ hai là chúng ta không đưa vào bản mô tả công việc, nhưng mà chúng ta có chính sách riêng, thì ban giám đốc chọn cái hướng này. Còn cái chính sách đó có hấp dẫn hay không, cái chính sách đó có thu hút để động viên người ta làm tốt hay không, thì đó là câu chuyện của quy chế chi tiêu nội bộ của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái này thì cũng chia sẻ ha. Vậy thì hôm trước mà chúng ta sẽ có cái mô tả này, thì xin phép là chúng tôi gỡ cái này ra khỏi cái bản mô tả công việc hết cho toàn bộ các khoa. Rồi, và chúng ta tiếp tục tới một cái nhóm công việc cũng rất là đồ sộ, đó là chúng ta xây dựng cái từ điển năng lực cho bệnh viện. Hiện nay thì chúng ta có những cái nhóm này. Thứ nhất là nhóm bác sĩ, thì riêng cái nhóm bác sĩ sản khoa chúng ta đã xây dựng cột. Ở cái phần này thì cái mục tiêu của chúng ta cần có là gì, thì các chị hình dung nó như thế này. Chúng ta cần định nghĩa ra rất rõ những cái năng lực, xin lỗi cho hơi mờ ha, để mình phóng to lên để cho các chị hình dung. Đây là một cái bảng ha, để có thể đấy là năng lực chuyên môn. Giả sử như tôi biết là bên Hùng Dương mình như thế nào ha, đây là cái chúng tôi đang làm ở nhiều nơi. Như vậy thì năng lực chuyên môn của một bác sĩ sản phụ khoa, như vậy thì chúng ta cần phải liệt kê tất cả, từ những cái năng lực kỹ thuật cơ bản cho đến những cái năng lực kỹ thuật nâng cao. Và hệ thống kế hoạch tổng hợp ở các cái bệnh viện thì họ đếm được cái ca này luôn. Cái này nó đòi hỏi một tí xíu cái năng lực về công nghệ thông tin của chúng ta. Hiện nay thì ở các bệnh viện công á, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hơi khó để chúng ta đếm cái này, đếm từng bác sĩ trên từng cái kỹ thuật. Nhưng mà ở các bệnh viện tư á, thì hiện nay họ xây dựng được cái này ha, bởi vì họ trả lương trên cái này, họ trả lương trên từng kỹ thuật. Rồi, chúng ta lưu ý rằng là cái nguyên tắc đánh giá năng lực của một cái người nào đó luôn luôn là đánh giá theo 3 cấp độ: tự đánh giá, cấp trên đánh giá và chuyên gia độc lập đánh giá. Thì nó sẽ ra một cái năng lực cho một cái cá nhân nào đó. Như vậy thì đối với một cái bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta thấy rằng là hàng trăm những cái chúng ta cần phải liệt kê ra. Và khi chúng ta đánh giá thì chúng ta sẽ đánh giá ở mấy góc độ. Ở các bệnh viện tư thì nó có thêm một cái chức danh, nó gọi là clinical director hay là medical director, thì có thêm cái ông này nữa, nhưng mà ở bệnh viện chúng ta thì không biết có hay không ha. Đấy là gì? Tự chúng ta đánh giá về năng lực chuyên môn của mình, trưởng khoa đánh giá, chuyên gia độc lập đánh giá và giám đốc y khoa của bệnh viện đánh giá nữa. Những cái cột điểm như vậy thì nó mới ra được cái của một người. Như vậy thì nếu như bệnh viện chúng ta thì đối với bác sĩ sản phụ khoa đã có cái này cụ thể rồi thì chúng ta không cần làm ha. Vậy thì chúng ta còn những cái nhóm bác sĩ ví dụ như là IBS chẳng hạn,
Cái này là một cái năng lực của một cái bác sĩ IVF. Không biết là bên IVF mình đã triển khai, đã có cái này chưa ha? Đây là cái cũng xin gửi với các chị một cái tham khảo về cái của một cái bệnh viện ha. Ở đây thì nó có một điều là nó quy định luôn cái số ca mà đã từng tham gia. Thì không biết là mình có theo dõi cái số ca này và có dữ liệu trên từng người được không? Dạ có. Nhưng mà chưa mấy cái này thì có hết rồi, nhưng mà tại vì chưa có ranking nó lại. Dạ, tức là chưa sắp xếp coi bậc 8 như thế nào, bậc 7 như thế nào, bậc 6 như thế nào thì chưa có sắp xếp lại. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi, vậy thì đối với cái năng lực cái tự điểm năng lực này thì đối với cái nhóm bác sĩ thì chúng ta đã làm cho bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ IVF rồi. Bây giờ là chúng ta còn làm cho cái nhóm bác sĩ thứ nhất là bác sĩ bên duy nè. Thứ hai là gây mê hồi sức nè. Đúng không ạ? Thì từng cái nhóm bác sĩ như vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xây dựng cái này. Cái từ điển này nó sử dụng cho chúng ta rất là nhiều và cái hiệu quả rất là nhiều trong cái việc quản lý về năng lực ha, đào tạo, huấn luyện, nâng cấp chuyên môn. Rồi, riêng cái nhóm về điều dưỡng thì không biết là cái kế hoạch trong cái đợt này của nhóm điều dưỡng chúng ta triển khai luôn cái này hay là sao ạ? Với là chúng ta cũng xây dựng cái từ điển năng lực cho cái nhóm điều dưỡng. Rồi cái nhóm kỹ thuật viên là liên quan đến các cái kỹ thuật viên ở các cái phòng, nhiều phòng xét nghiệm, rồi phòng chẩn đoán hình ảnh. Rồi cái nhóm nhân viên thì nhân viên chúng ta có hai nhóm là nhân viên chuyên môn, có nghĩa là họ chuyên sâu vào lĩnh vực nào đó, ví dụ như là kế toán vân vân, còn cái nhóm là hành chính. Và cuối cùng là cái năng lực liên quan đến cái việc làm quản lý. Thì cái năng lực của vị trí quản lý thì nó có sẵn và hiện nay nó có khoảng 5-6 cái mô hình gì đó trong y tế. Thì tôi sẽ chia sẻ với các chị, có nghĩa là một cái người quản lý trong y tế nó đòi hỏi cái năng lực quản trị như thế nào thì nó sẽ được định nghĩa ra, và chúng ta sẽ nó đã có những cái tiêu chí cụ thể để mà là nhân. Vậy thì đây là cái bước tiếp theo đây các chị ha. Thì cái đầu mối chắc là phòng tổ chức hành chính giúp giùm một chuyện là cho tôi cái đầu mối để tôi cùng với các chị làm. Có nghĩa là bên cái nhóm bác sĩ này cần có cái nhóm nào, ví dụ như là nhóm gây mê hồi sức, nhóm gì, nhóm các cái bác sĩ về gì đó trong cái việc phân loại của bệnh viện chúng ta. Thì sẽ nếu mà các chị có rồi thì các chị gửi dùng cái file để mà đưa vô phần mềm. Còn nếu các chị chưa có thì cần thì chúng ta sẽ ngồi lại để mà chúng ta làm chi tiết. Bên điều dưỡng cũng vậy. Thì hy vọng là các chị chúng ta xúc tiến ha, bởi vì dự án của chúng ta đang trong giai đoạn lập trình, và khi chúng ta lập trình mà chúng ta đổ cái dữ liệu này vô xong thì các chị là làm toàn bộ trên phần mềm. Thì lúc đó gần như là chúng ta sẽ chạy thử một vài tháng, còn cái câu chuyện là quyết định khi nào xài chính thức rồi là nó sẽ kết nối làm sao với lại cái quy chế chi tiêu nội bộ khi mà chúng ta đánh giá, chúng ta phân loại, chúng ta xây dựng thức thang đo rồi đó. Đó là cái chuyện nội bộ của bệnh viện, tôi không có can thiệp vào cái chuyện đó, tôi chỉ giúp cho anh chị xây dựng cái kiến trúc này để dùng cho tương lai. Đúng không? Rồi nguồn tiền ở đâu rồi nọ thì đó nó thuộc về vấn đề tài chính. Vậy thì chúng ta còn mấy cái bước nữa là xong cái dự án này, thì rất mong các anh chị giúp dùng ha, để chúng ta. Còn đi cái phần mềm này thì rất là mong cái chúng ta có cái lịch để làm việc với lại ban tốt. Bởi vì đi cái phần mềm này nó có mấy chuyện cần phải thảo luận. Thứ nhất là cái bản quyền. Cái bản quyền về phần mềm này về mặt cái code đó, có nghĩa là cái số code của phần mềm nó thuộc về ai,
nếu mà chúng ta mua luôn cái sụp cốt thì nó hơi nặng tiền, còn nếu chúng ta chỉ là licensing, là thuê cái sụp cốt nó cũng giống như mấy cái phần mềm mà vệ sinh tay hay là phần mềm báo cáo sự cố y khoa tự nguyện như thôi. Chúng ta không cần phải mua cái sụp cốt làm gì, chúng ta cứ license, chúng ta sử dụng thôi. Còn riêng cái dữ liệu á thì chắc chắn là bảo mật của chúng ta. Rồi, như vậy thì công việc sắp tới chúng ta cần phải làm đó là cái xây dựng cái ma trận về năng lực trên từng vị trí ha. Rồi chúng ta hoạch định mục tiêu nè, xây dựng các cái tiêu chí hoàn thành công việc. Còn riêng với lại cái phần mà liên kết với quy chế nhân viên nội bộ này thì ban giám đốc quyết định là năm sau mới bàn đến chuyện đó, năm nay chưa có bàn. Đợi đến cái đợt mà chúng ta làm mà quy chế chi tiêu nội bộ lại thì chúng ta sẽ xây dựng cái chuyện đó. Rồi. Còn trong tương lai mà các anh chị có muốn triển khai tiếp về cái đánh giá cái hiệu quả hoạt động dựa trên chi phí thì chúng ta sẽ làm việc tiếp với nhau về cái này. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy hết toàn bộ cái dòng chảy chi phí trong bệnh viện này ở chỗ nào, chi phí ra sao và hiệu quả hoạt động như thế nào, thì lúc đó thì chúng ta sẽ bàn tiếp với cái dự án như vậy. Thì không biết là các anh chị có chia sẻ gì cho cái câu chuyện này không ạ? Chỉ có một điều là bắt tay vô xúc tiến cho nó nhanh hơn ha. Mấy bạn khác, cái thứ nhất là cái tự điển năng lực này thì cái đầu mối xây dựng thì phòng tổ chức phân công dùng đó. Điều dưỡng, bác sĩ nhi, bác sĩ gây mê hồi sức, đúng không? Thì những cái đầu mối là ai, cần phải xây dựng là ai. Rồi cái tiếp theo là ban chủ nhiệm khoa nếu cần cho cái bản mô tả công việc về quản lý của mình thì lên lịch để tôi tới được cùng thảo luận với ban chủ nhiệm khoa. Cái tiếp nữa là cái vấn đề về xây dựng các cái bản ranking và các cái đánh giá mức độ hoàn thành công việc trên các vị trí. Nếu mà các chị có gặp khó khăn thì lại tiếp tục cùng với các chị làm, được không ạ? Chúng ta sẽ cố gắng làm sao những cái này khoảng bao lâu nữa xong được ha chị Nga hả? Là đó, thật sự ra đó thì cái vấn đề này đó, thì ban giám đốc cũng giống như đó là mọi người ai cũng muốn đó là hoàn thành cho xong, đặc biệt đó là trong cái việc thực hiện theo cái chi trả thu nhập tăng thêm theo nghị quyết 03 đó thì đòi hỏi đó là mình phải chi theo cái đánh giá của lương B1, B2, B3 thì trước mắt đó là mình phải hoàn thành cái việc xếp cột ở các đối tượng. Mà đặc biệt là đối với bác sĩ thì các khoa phòng mà vừa rồi đó là ban giám đốc cũng đã cho cái deadline là đến ngày 31 tháng 12, nếu mà mình không có được cái bản xếp cột của phân loại bác sĩ thì coi như mình sẽ không được gọi là truy thu lại cái phần mà tiền lương thu nhập tính theo cái hệ số B2. Do đó nên là những khoa phòng như là phòng khoa di truyền để phẫu thuật bệnh, khoa hiếm muộn, khoa sơ sinh, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm nhũ, đó là những cái khoa mà mình cần phải xúc tiến nhanh. Như vậy thì ở những khoa này nếu ban chủ nhiệm cảm thấy là mình cần phải có sự hỗ trợ của bên chỗ thầy Tôn để mà xuống cho mình những cái hướng để mà mình có thể vạch định ra được. Có thể là giống như thầy đã có một số những cái mà trên cái hệ số chuyên môn cần phải đạt bao nhiêu đó thì mình có thể mình tham khảo thêm ha, để cho xúc tiến nhanh. Rồi còn đối với mà bên cái nhóm mà hộ sinh điều dưỡng thì vừa rồi và thầy Tôn cũng đã làm việc với ban giám đốc thì ban giám đốc cũng có một cái đề xuất là do đây là một cái đối tượng rất khá lớn trong đơn vị là mình đi chiếm tính ra đó là khoảng 60 đến 80%
nhân sự. Do đó nên mình cần phải có một cái sự là chuẩn bị cho thật tốt về cái đánh giá phân cột đối với đối tượng này. Chính vì vậy nên là phòng điều dưỡng cũng giống như hội đồng điều dưỡng cần ngồi lại để đưa ra những tiêu chí và cùng với thầy Tuân sẽ có những cái hướng dẫn để mình có một cái về làm sao mà để gọi là nó công minh và nó chính xác. Thì như vậy thì nó mới là mình có cái tính ứng dụng tốt. Thì cái này chắc cũng phải xúc tiến nha, tại vì đây là một cái đối tượng khá là chiếm tỷ lệ cao. Riêng về các vị trí ranking ở các nhân viên ở các khoa phòng thì đây là một cái việc làm rất là khó, và mọi người mình cũng đang trên tinh thần là ai cũng là thương nhân viên của mình. Do đó là có thể là mình còn hơi là mình không có đánh giá được sát sao cái vấn đề ranking. Như vậy thì mình cũng cần, nếu được thì mình thứ nhất đó là trong bộ tứ mình ngồi với nhau mình bàn luận, và sau đó thì mình sẽ có một cái cuộc họp với toàn thể nhân viên trong khoa phòng và cùng nhau thảo luận cái vị trí ranking đó để mà mình đưa ra. Và đồng thời cái tiêu chí knockout BC thì mình cũng phải có đưa ra để từ đó mình mới lượng giá được và mình đánh giá vào cuối tháng và cuối quý. Chứ còn nếu không, mình không có một cái tiêu chí knockout thì từ đó rất là khó, mình sẽ mang tính chỉ là định tính thôi và không định lượng được, là như vậy ha. Còn đối với vị trí quản lý thì cũng vậy, nếu mà mình thấy cần có những cái mà mình còn hơi vướng bận chỗ nào thì đăng ký với phòng tổ chức để mà sẽ thầy Tuân sẽ tới gặp luôn ban chủ nhiệm khoa để cùng làm việc. Thì cái này mình phải có một cái sắp xếp. Do đó nên là nếu mà khoa phòng nào gặp cái còn khó khăn thì sẽ đăng ký phòng tổ chức để mà sẽ sắp xếp cái lịch cho thầy Tuân. Thì thầy cũng rất là nhiều việc, do đó nên mình phải có một cái thời gian cụ thể rõ ràng để mà mình lên lịch mình sắp xếp cho nó thuận tiện. Hôm trước thì cũng có trao đổi với ban đốc, thì ban đốc xác định rằng cái thứ nhất là bệnh viện của chúng ta đã có đầy đủ về cái chiến lược phát triển cũng giống như là các cái kế hoạch phát triển. Cái vấn đề ban đốc quan tâm là từ cái kế hoạch và cái định hướng bệnh viện, các cái khoa phòng làm sao diễn dịch nó thành cái mục tiêu của khoa phòng của mình. Thì nếu như các chị có gặp khó khăn về vấn đề này thì tôi sẽ cùng với các chị trao đổi để làm ra những cái đó. Thì hôm trước ban đốc cũng cho phép tôi được tiếp cận cái hệ thống, những cái mục tiêu và cái kế hoạch phát triển của bệnh viện của các anh chị. Thì trên cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ thảo luận nó sâu hơn. Không biết các chị có đặt ra những vấn đề gì thêm không ạ? Dạ, xin mời anh. Thì hôm nay mới nghe được cái ý là mình đưa cái công tác diễn tiến ra ngoài cái mảng hành chính đơn thể. Thì thực ra thì 33 phòng á, thì nói thật với thầy á là có những cái đợt cán bộ đi 2 tuần kiểu đưa ra khỏi cái mảng hành chính á, thì chắc phải là có phải có cái quy chế đi điều bộ cụ thể. Tại vì có những cái đợt mình đi á, là mình đi tỉnh, mình đi ra trong kia. Nhưng mà nếu không đưa vào công tác diễn tiến này, thì không biết mình sẽ đánh giá hoàn thành như thế nào. Để không đưa vào thì người ta nói không đưa vào, ta không làm được. Ví dụ phòng sao làm nổi. Có 5 người mà làm cả biết như nguyện thì không. Thì không biết. Dành cho 15-18 luôn. Cái công việc là chỉ đạo tiến, đào tạo sinh viên vân vân, thì đúng là cái ý tưởng của ban đốc là đưa ra khỏi cái bản mô tả công việc, đưa ra khỏi bản mô tả công việc của các cái vị trí làm việc. Nhưng mà có nguyên một cái phòng gọi là phòng chỉ đạo tiến, nếu mà mình đưa ra khỏi một cái vị trí như thế là thấy có vẻ không phù hợp. Tại vì lúc đó mình đánh giá cái phòng chỉ đạo tiến là như thế nào?
không phòng chỉ đạo tiến thì chúng ta vẫn có mô tả công việc. Vấn đề ví dụ như tôi là một cái bác sĩ khoa sản chẳng hạn, tôi tham gia vào cái hoạt động chỉ đạo tiến chẳng hạn, thì cái trong cái bản mô tả công việc của vị trí của tôi nó không thể hiện cái đó, mà cái hoạt động chỉ đạo tiến nó sẽ được xây dựng một chính sách riêng, nó giống như là chính sách nghiên cứu khoa học vậy đó, chính sách từ quy chế chi tiêu nội bộ chứ không phải là từ cái này. Thì đó thì chắc là chị Nga ghi nhận giúp dùng để trao đổi lại với ban đốc. Thế còn mô tả công việc thì mình đã đọc ra được hết tất cả những cái này rồi, còn để vô hay là lấy ra là vấn đề của bệnh viện, đúng không ạ? Chị Nga trao đổi lại với cái này giúp. Thực ra đó vừa rồi đó thì cũng họp á, thì mọi người cũng rất là đưa ra những ý kiến. Thứ nhất á, là về vấn đề á, là những cái hoạt động đoàn thể á, những người đi tham gia văn nghệ đó, thì nếu mà á, hoặc là chỉ đạo tuyến hoặc là đi giảng dạy mà mình đưa vô trong cái công tác á, gọi là mức độ hoàn thành công việc, cái này là mình đang đánh giá hiệu quả và mức độ hoàn thành công việc của công việc khoa phòng nha, thì cái đó là cái công tác thêm. Nếu mà mình tính vào thì như vậy những người khác mà không làm cái công việc đó thì họ sẽ không được tính, như vậy thì nó không công bằng. Giả sử như bây giờ một em á, có cái năng khiếu á, là về đó, làm cái đi ca hát, thì em đó đi thì những cái bạn khác còn lại ở trong khoa phải gồng, mà như vậy thì mình tính điểm cho bạn này thì những bạn khác người ta không được tính, thì như vậy không được. Do đó nên mới quyết định là đưa ra. Thì tại sao mình đưa ra á, thì là mình dựa trên á, là á, những cái công việc mà mình thí dụ như bây giờ hết 30% cái giờ mà họ đã đi làm cái công việc thêm, thì mình sẽ tính cái đánh giá cái hiệu quả làm việc trên 70% còn lại, chứ nghĩa là mình sẽ giao việc ít lại nhưng mà mình sẽ đánh giá trên cái hiệu quả làm việc trên 70% đó, chứ không phải là bây giờ mình giao hết người ta vẫn phải làm 100% mặc dù họ vẫn làm cái công việc kia đó, trên tinh thần là như vậy. Còn ví dụ như giờ nãy nếu như vậy thì cái việc chỉ đạo tuyến sẽ không ai thèm đi. Bác sĩ Liên đừng có lo lắng về vấn đề đó, cái việc mà đi công tác tuyến nó sẽ được tính vào trong một cái tiêu chí khác, ví dụ như những cái tiêu chí về phát triển trong cái vấn đề, ví dụ như ưu tiên trong vấn đề đào tạo, ưu tiên trong những cái vấn đề mà để mà phát triển con người đó, nhân sự, chứ không có lo là như vậy không có người để đi công tác tuyến đâu nha. Thì nó khó rồi, thì mình xây dựng cho một cán bộ của ba phòng á, nó đã hết 100% cái ranking rồi, thì trong cái tháng đó mà lỡ ta dồn cái công tác diễn biến hết một nửa thời gian thì người ta sẽ không hoàn thành 100% cái phần còn lại của tháng đó. Cái này á là giả sử như một bác sĩ mà tham gia chỉ đầu tiên 50%, thì cái phần 50% đó là cái này là của ba phòng mà nó sẽ đột xuất. Đột xuất tại vì công tác chuyển tiến là lập kế hoạch là theo chỉ đạo ở trên. Thì nếu mình ranking cái vị trí đó 100% mà tháng đó đột xuất phải cử bác sĩ đó mất 2 tuần công tác chuyển tiến thì cái vị trí 100% đó chỉ còn 50% thôi. Thì do đó mình phải sắp xếp một cái phương án, lỡ mà người đó bốc đi công tác chuyển tiến rồi thì người ta sẽ không hoàn thành cái phần thời gian để đi ra ngoài. Thì hiểu anh, có nghĩa là khi mà bác sĩ tham gia chỉ đầu tiên thì nó có hai phần đánh giá, phần đánh giá ở tại khoa và phần đánh giá của anh cho cái phần chỉ đầu tiên đó, gồm hai cái đó lại thì nó mới trở thành cái đánh giá của bác sĩ đó. Đó là gì? Ban đốc muốn là gì? Khi mà điều động ai đi làm cái việc rời khỏi cái vị trí hiện tại của họ đó thì phải được một sự đánh giá, chứ không thôi thì bây giờ tôi bảo rằng tôi đi tập múa nhưng mà tôi có hoàn thành cái việc tập múa hay không, hay là tôi đi nói tôi đi tập múa rồi tôi trốn đâu mất tiêu, ví dụ như vậy, thì cái tập múa đó cũng phải có người đánh giá cái tập múa này, đi chỉ đầu tiên cũng có người đánh giá cái chỉ đầu tiên này, nghĩa là cái khía cạnh nào nó chia ra khía cạnh đó rõ ràng đó. Tại vì em là em chỉ sợ cái phần ở nhà thôi.
tức là khi đó cái phương án mình giảm là hai sẽ người quyết định giảm đấy. Cái đó là ban chủ nhiệm khoa phòng mình quyết định hết công việc của phòng chứ. Vậy thì khi xây dựng là chắc là xây dựng cái quy chế là ban chủ nhiệm khoa phòng phải sắp xếp, chứ lúc đó là ban chủ nhiệm phòng đẩy lên trên này thì ông đi bó tay, đã xảy ra rất nhiều, đẩy lên trên này ông đi bó tay. Thật sự ra phải nói thật cũng không có gì khó, tại vì á một khi phân một người mà đi công tác tuyến một tuần hoặc hai tuần thì lẽ dĩ nhiên công việc của cái đó là có thể là một phần đột xuất, nhưng mà đều có trong hết chương trình hết. Mình giả sử như đi công tác Campuchia đi thì mình cũng có lịch công tác từ mấy tháng chứ đâu phải là đột xuất đâu, đúng không? Thì tới cái tháng đó thì khoa phòng phải sắp xếp làm sao nhân sự đó đi thì cũng phải có người ở nhà làm chứ. Đâu thể nào mà nói là vậy là bao nhiêu việc là dồn người đó về rồi làm việc. Cho em hỏi. Dạ, mời. Theo mọi đời được biết đấy, một người đó cảm nhận 3 vị trí đi. Vị trí khác chữa bệnh, ví dụ họ chiếm khoảng trung bình là 60% thời gian. 20% còn lại, thì 20% như họ làm, ví dụ là chỉ đạo tuyến đi, 10% họ sẽ làm cái công tác khác. Thì bây giờ nói như trường hợp của anh đi, ví dụ bây giờ cái 70% của cái khám chữa bệnh của họ đó, thì họ chỉ làm trên đó thôi, thì như họ làm hoàn thành được cái 70%, thì liệu là cái 100% đó có được hưởng giống như 100% của một người mà họ làm một công tác duy nhất là khám chữa bệnh hay không? Tại vì nếu mà nói như thầy là chia cái phần chỉ đạo tuyến ra đây, tức là người đó sẽ được hai đồng lương, một cái đồng lương bên chỉ đạo tuyến là để được hưởng thêm. Còn bây họ chỉ làm 70% thì họ sẽ hưởng tặng được người nào 100%. Dạ. Yeah. Yeah, chúng ta đưa ra hai cái đánh giá, một cái đánh giá trên cái khám chữa bệnh, đúng không ạ? Và một cái đánh giá chỉ đầu tiên. Còn cái việc mà chúng ta tính toán cái nghĩa là khi mà cái quy chế chi tiêu nội bộ chúng ta định nghĩa rằng chỉ đầu tiên cái phần này là bao nhiêu, còn cái phần khám chữa bệnh bao nhiêu, thì cái này là chắc có lẽ là phải nhìn ở trên cái quy chế chi tiêu nội bộ. Nhưng mà theo mình nghĩ là nếu mà đã tách ra rồi là phải đánh giá riêng, đánh giá riêng và hưởng riêng, có nghĩa là anh có 70% thời gian làm ở khám chữa bệnh thì anh chỉ hưởng 70% thôi, còn cái 30% còn lại là hưởng từ chỉ đầu tiên. Để xây dựng cái quy chế chi tiêu thầy chứ. Có thể là mình hiểu cái ý của anh Liêm là cái thường là chỉ đầu tiên thì nó thấp hơn rất là nhiều so với cái kia, cho nên cho nên là có thể là chúng ta phải điều chỉnh lại cái chi quy chế chi tiêu nội bộ cho nó hấp dẫn hơn, đúng không? Cái bác sĩ điều trị này sẽ có hai phần, một phần thường xuyên, một phần đột xuất. Ví dụ như ở tháng này họ có công tác chỉ đột xuất đó, thì ảnh sẽ được tính là 100% của cái thường xuyên, rồi đấy đạt 100% thì tính 100%. Còn bây giờ tới tháng này ảnh có công tác đột xuất thì mình quy định mình sẽ quy định như thế nào đó. Ví dụ như mình nói là với cái công tác đột xuất này thì nó chiếm 10% hay là chiếm 20%, thì nếu trong cái tháng mình có đột xuất ảnh làm 20% đột xuất và ảnh làm hoàn thành 20% đó thì là ảnh đạt 20%, còn lại 80% của cái công tác thường xuyên mình đã đạt được luôn cả 80% nữa thì ảnh sẽ được 100%, thì nó đỡ hơn mình tách cái riêng ra. Tại vì cái công tác đột xuất thì hầu như về phía bác sĩ á, nó cứ là mỗi một tháng mình lại có hai người đi, tức là không phải là nó thường xuyên tháng nào cũng có, nhưng mà lúc nào cũng có người của bệnh viện đi làm công tác đột xuất. Thì mình tách cái phần đột xuất thành một cái phần những cái chỉ đạo tuyến giống như vậy, và thậm chí là những cái gì phong trào hay là cái gì mà nếu mình thấy thường xuyên có người của bác sĩ hay là người của mình phải đi làm thì mình xếp thành công tác đột xuất dễ hơn là tách riêng trong cái phút như vậy. Ví dụ như cái phong trào đoàn thể thì đúng là tách ra một phút rồi, tại phong trào đoàn thể không tất cả mọi người đi mà chỉ có người nào có đăng ký người ta mới đi thôi. Vậy là trong cái chi tiêu nội bộ sẽ có cái định nghĩa là 10% của chỉ đạo tuyến nó tương đương với 10% phòng khám, là ok vậy. Chỉ cần một câu vậy là ok thôi, nghĩa là cái hàm lượng và cái khối lượng công việc của chỉ đạo tuyến là nó tương đương với cái hàm lượng và khối lượng của cái công việc liên quan đến khám chữa bệnh hiện tại là ok vậy, có không anh? Nó cũng khó lắm, tại vì thông thường á, đi có thể người ta sẽ không về Sài Gòn,
nên những cái quy chế các bệnh viện khác đó, họ có cái quy chế dự tuyến riêng, tức là họ vẫn đi công tác dự tuyến thì vẫn hưởng đầy đủ giống như là một cán bộ bình thường bệnh viện. Còn cái phần mà chuyển tuyến thêm đó là phải quy chế chi thêm cái dự tuyến, tức là họ phải bỏ cái thời gian ra khỏi Sài Gòn, có thể ra khỏi Việt Nam đấy. Mình thử là mình phải có quy chế, chứ không thì nếu mà đi 30% mà hưởng lương chỉ đến 30% một ngày có 50 ngàn, mà không ví dụ vậy đó, ví dụ vậy, còn 70% họ hưởng 70% giống như là cái tách ra đó thì rất là thiệt rồi. À, cái đó thì nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ rồi, cho nên là khi đến cái phần xây dựng quy chế nội bộ thì chúng ta cần phải lưu ý. Dạ, xin mời ạ. Bây giờ ở trong bệnh viện có cái lớp sẵn phụ khoa, có gọi sẵn rồi, từ cục 4, cục họ cho tới thường trú. Nhưng mà nhớ những cái lớp đi đó, sau giờ chuyên khoa sâu, chẳng hạn như vô sinh, chẳng hạn như là vú, chẳng hạn chỗ nào mạnh, thì một bác sĩ mà giỏi nhất trong cái phòng mà phòng chỗ nào mạnh chẳng hạn, thì có thể sẽ cục bọc giống như là bên vú chẳng hạn, thì nếu mà giỏi thì đã xếp lên cái hàng cục bọc rồi, thì như vậy. Nếu mà so với chắc là cái đó là cái chính sách của bác sĩ nhà có thể nói gì chính sách như vậy là có thể tính được hay không, ví dụ trong chở phòng sau thử thì tương đương với cục họp thì người ta được chuyên khoa sâu rồi, tương đương cục họp bên những xã thứ hai trong khi đó mà đó là cái cũng là cái lợi, mà cũng có một cái nữa, như nếu vậy một bác sĩ một cục họp ở xã thứ ba thì phải đấu tranh bằng bao nhiêu năm mới lên cục họp. Còn này thì chỉ anh về thì bác sĩ sư phạm mới vừa về thôi, nhưng mà trở nhất là chị lớn cái đó là đó, em đó mới vừa về mấy năm thì nên lên cục này, thì như vậy không biết nó có sự công bằng hay là nó phù hợp không. Dạ, liên quan tới cái phần bác sĩ Lý Linh nói thì đó là những cái chuyên khoa sâu, thì những chuyên khoa sâu, mỗi chuyên khoa sâu thì đều có danh mục kỹ thuật của các chuyên khoa sâu. Ví dụ như là chuẩn đoán hình ảnh sẽ có một loạt danh mục kỹ thuật của chuẩn đoán hình ảnh, thì bác sĩ Vũ được xem là bác sĩ thường trú và nghĩa là trưởng khoa được xem thường trú, bởi vì ổng đâu có ai lớn hơn của ổng, thế đó ổng được xem giống như là thường trú. Và còn những cái người còn lại mình sẽ căn cứ vô danh mục kỹ thuật người nào làm tới mức nào, nếu mà đã tới nóc rồi thì người ta là đồng ở cục bộ, còn những cái kia là mình sẽ xếp xuống thì nó giống như bên sản thôi. Bên sản cũng lấy hết một cái danh mục kỹ thuật của sản phụ khoa và bác sĩ cột một là phải làm đến mức nào, bác sĩ thường trú ví dụ như các anh chị thường trú là phải mổ quẹt tem hoặc là thắt được động mạch hạ vị, hoặc là ở trong cái bản thân cột mình thì cái tổng hợp cũng dựa vào danh mục kỹ thuật của bệnh viện về sản phụ khoa để mà coi trình độ mình thực hiện đến cái mức nào thì mình làm cái đó. Còn bên cạnh đó thì mình sẽ dựa vào thâm niên, dựa vào bằng cấp, dựa vào kinh nghiệm, nói chung là rất là nhiều thứ. Thì em cũng nói cái nguyên tắc, tại vì hôm bữa cũng có họp với ban giám đốc cũng đưa ra cái nguyên tắc, nghĩa là những cái điểm đó hôm bữa cũng có gửi mail tới những cái anh chị mà chuyên khoa sâu, khi mình xây dựng mình cũng căn cứ vào cái đó mình xây dựng. Không biết bác sĩ Nga có bổ sung gì thêm không? Thật sự ra thì ở mỗi cái khoa phòng chắc là ban chủ nhiệm khoa mình cũng có những cái ý tưởng để xây dựng cho cái đánh giá phân cột rồi đó, thì mình thật để mà đi sát thì mình cứ dựa vào cái bản danh mục kỹ thuật đó, của những cái tiêu chí mà mình cần phải thực hiện ở từng vị trí, ví dụ như đối với bác sĩ thì như thế nào, đối với kỹ thuật viên, kỹ thuật ti thì như thế nào, cũng giống như bên công nghệ sinh học cũng vậy. Thì mỗi vị trí đều có những cái bản danh mục kỹ thuật cần phải thực hiện, thì mình cứ dựa vào đó và từ đó là ban chủ nhiệm khoa mình sẽ xây dựng cái đánh giá cái phân cột. Cái hội đồng khoa học của bệnh viện là cái nơi quyết định cuối cùng về cái định nghĩa này, có nghĩa là có thể mỗi nơi chúng ta có cái định nghĩa về thế nào là cột 1, cột 2, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái hội đồng khoa học là nơi quyết định cuối cùng. Cho nên là cái ban hành cái từ điển năng lực này là một cái ban hành của chủ tịch hội đồng khoa học.
thì nó sẽ logic hơn, đúng không? Nhưng mà chúng ta hạn chế cái câu chuyện là gì? Bằng cấp nó chỉ là cái gọi là cái nền tảng, cái foundation thôi. Còn cái câu chuyện là những cái kỹ thuật này nè, chúng ta phải thực hiện được. Tại vì cái tính practice, cái tính mà thực hành thành thạo, chúng ta sẽ đưa nó nâng cao nó lên. Cho nên là cái giả sử như ở vị trí đó là quy định là phải có bác sĩ chuyên khoa 2 hay thạc sĩ gì đó, nhưng mà cũng phải tham chiếu đến cái kỹ thuật mà chúng ta có thể thực hiện được để chúng ta phân loại bác sĩ. Rồi, không biết là các chị còn trao đổi gì thêm không ạ? Dạ, xin mời. Dạ, thì cái công việc này thì cũng tương đối là mới mẻ với các nhân viên như là các vị quản lý điều dưỡng, có hai điều dưỡng trưởng. Thì xin thầy cung cấp cho cái đường link của cái Google Drive là nãy thầy nói đó. Thì có cái đường link đó thì mọi người sẽ lên đó download trước hết cái đó thì nó sẽ giúp thầy dễ dàng làm, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng còn bây giờ thì tại vì những cái việc làm như thế này nó liên quan về phía bên quản trị nhiều hơn, cho nên là tụi em là những cái người làm chuyên môn á, là nếu mà không có những cái mẫu như vậy á, thì sẽ không biết nó đi bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, thành ra là sẽ rất là khó khăn. Yeah. Cái thứ hai là hồi nãy có thấy có một cái file mà cái file giống như là liệt kê những cái công việc của bác sĩ MDS thì thầy cho em xin luôn cái file đó. Dạ dạ dạ. Thật ra thì cũng chia sẻ luôn, thì đây là vấn đề của cái gọi là cái đạo đức nghề nghiệp đó. Cho nên là cũng chia sẻ rằng là chỉ có thể nhá nhá cho mọi người quan sát thôi, chứ còn không có thể nào mà lấy cái của chỗ này chia sẻ chỗ kia được. Bởi vì người ta biết người ta kiện tôi chết luôn. Giả sử như sau này tôi lấy cái chỗ này của chúng ta đi chia sẻ chỗ khác thì chắc cũng không được, đúng không ạ? Cho nên là để mọi người hình dung thôi. Chứ còn mô tả công việc, đặc biệt là cái từ điển năng lực này á, các chị, nó là một cái tài sản trí tuệ. Nó là một tài sản trí tuệ đó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên là chia sẻ thì không vấn đề gì cả. Nếu mà ở góc độ là có những cái kỹ thuật nó nằm ở trên cái gọi là cái quy định của nhà nước này, thì chúng ta không có gì khó khăn cả. Nhưng mà ở mỗi nơi nó sẽ có những cái đặc thù á, nó có những cái mang chất là know-how á, thì cái đó mới là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý. Đặc biệt là trong ABS know-how nhiều lắm, đúng không ạ? Thì cái hồi nãy chia sẻ thì nó chỉ mang chất là thường quy của ngành của ABS thôi, chứ chưa có cái gì know-how trong đó hết. Rồi sẽ gửi cho các chị các cái đường link này. Thứ nhất là mô tả công việc, sơ đồ vị trí là đầy đủ hết. Cũng xin phép là cái tác giả của cái bản mà mô tả cái công việc cho vị trí quản lý đó chia sẻ cho các chị tham khảo luôn, để mà xem cái mô tả công việc của vị trí quản lý. Rồi nhờ chị Nga chuyển dùm cái tài liệu về cái định hướng phát triển của bệnh viện để có thể cùng với các chị chia sẻ về cái này luôn. Chắc cả trưởng hôm qua chúng ta đã có cái này hết chưa? Nghĩa là các cái định hướng và các cái kế hoạch phát triển cụ thể của bệnh viện á, là có hết chưa? Dạ. Chị chia sẻ đó luôn được không chị Nga? Phát bài giờ phải cứng hả chị? Dạ rồi. Rồi vậy thì nếu mà không còn gì nữa thì chúng ta sẽ xin phép được kết thúc. Và cảm ơn các chị rất là nhiều. Và các chị có yêu cầu thì sẽ đặt cái link với lại chỗ phòng hình sự ha. Cảm ơn.